sau 20 năm ngày. Đấy, dâm những cành cây kim tiền và lá thì các em đang sồi ra rất là đẹp, đang chuẩn bị cho rễ các bạn. Và ta tổ chức thay nước cho các em. Đấy, một số cái lá thì đã cho rễ nhỏ nhỏ ngắn ngắn rồi các bạn. Đấy. Bây giờ ta tổ chức thay nước mới cho các em. Đây các bạn, chai nước lọc Navia. Và chúng ta sẽ cho những cái cành này vào lại cho các gốc. Cành này thì rất là kém. Đấy. Anh em mình cứ cho vào xem sau này xem thế nào. Đây, các bạn, như cái lá này là đang ra rễ ngắn này. Sau một thời gian nữa thì quá trình phát triển của các em tiếp theo thì mình tiếp tục cập nhật các bạn.
đây là cái kết quả là dâm cành và lá cây kim tiền bằng nước sau 50 ngày.